Vụ 2,5 tỷ USD báo khống thiết bị y tế bên Mỹ, anh có biết không? À, tôi đã nói các bạn rồi, ở bên đấy nó không đớp thì thôi, đớp đớp nhiều đúng không? Liên quan đến vấn đề dịch Covid, lúc bây giờ khi mà tiền nó rớt xuống nhiều quá, ví hàng nghìn tỷ USD để ban phát cho dân, làm sao tránh được cái câu chuyện đấy? Ai cai quản được hết? Nói thật với các bạn, Mỹ nó không đớp tôi, đớp hàng tỷ luôn. Ngoài cái việc 2,5 tỷ đó còn phải 1,3 tỷ tiền kê khai thống, cái tiền bảo hiểm. Đấy là tiền thuế của dân ấy. Nhưng mà nó cứ kê khống lên Mỹ mà. Nó còn điêu hơn Việt Nam gấp vạn lần. Chẳng qua là những cái tầng lớp người lao động của Mỹ nó không được tiếp cận với thông tin đâu. Cho nên là nó không biết, nó nghĩ rằng à thôi thì đời của chúng nó được hưởng đến như thế này cũng đã là may mắn lắm rồi. Nó chỉ nghĩ như vậy thôi. Thành ra là chúng nó đâu có dám động chạm vào bố Mỹ của chúng nó đâu. Chứ bố Mỹ của chúng nó không đớp như là lại. Các bạn nên nhớ rằng tôi nói các bạn cái khoản đớp kinh khủng nhất của nó là gì? Là lấy tiền thuế của dân. Đấy. Sau đó nuôi một cái bộ máy chiến tranh. Nó ăn cướp cực kỳ khéo luôn. Thằng Mỹ nó không ăn cướp, tôi ăn cướp cực kỳ khéo luôn. Đấy, nó lấy tiền thuế từ cũng chẳng như thằng tôi phạm. Thế sau đó nó bắt đầu làm sao, nó đem cái tiền thuế đó ra, nó trả lương cho mấy cái thằng lính chuyên nghiệp ấy. Lính chuyên nghiệp đấy điểm gì? Đi chiến tranh. Chiến tranh thì đem lại lợi nhuận, là lợi nhuận cho ai? Cho các cái tỷ phú của Mỹ, cho giới tinh hoa của Mỹ. Đấy là cái ăn cướp của nó đấy. Những bọn Mỹ làm sao biết được? Cỡ chúng nó suốt ngày ngồi rũ leo, suốt ngày đi cắt cỏ bưng phở, làm sao biết được những cái đấy? Cái đấy phải học triết học Mác Lênin thì người ta mới hiểu được. Cho nên tại sao đấy, cái thằng tư bản chủ nghĩa đấy nó lại sợ triết học Mác Lênin như vậy? Không phải là vì nó sợ rằng một số nước xây dựng xã hội chủ nghĩa rồi vượt chúng nó đâu, mà nó sợ cái triết học Mác Lênin là bởi vì cái triết học đó nó trang bị cho người ta và cái lượng kiến thức vừa đủ, cái khả năng trình độ lý luận, cái khả năng suy luận, cái logic để bóc mẽ ra cái cách ăn cướp của chúng nó. Thành ra là nó mới sợ cái đấy, nó bằng mọi giá nó tiêu diệt cái học thuyết này đi, và nó luôn luôn nhồi sọ cho dân của nó là gì, học thuyết triết học Mác Lênin. Đấy là một cái học thuyết mà làm sao mà nó sai lầm đấy, bằng các cái chứng này, bằng các cái nước đi theo con đường sâu chủ nghĩa đấy, không nước nào giàu được. Mẹ chúng nó có cho người ta phát triển một cách công bằng đâu mà giàu. Chúng nó cậy chúng nó có tí tiền, chúng nó cậy chúng nó có thế có lực, xong là chúng nó rua vào hùa, chúng nó cô lập người ta, chúng nó ngăn cản cấm vận, làm sao mà các nước giàu được. Thế cho nên đó chính là cái lý do mà bọn Mỹ bọn phương Tây nó không bao giờ cho người ta biết được cái triết học Mác Lênin. Nó dân của nó thì nó không thể nào biết được, dân ở Việt Nam ấy, ngồi tại Việt Nam nhưng mà đọc quanh vách cái cách ăn cướp của thằng Mỹ, nhưng mà dân Mỹ thì nó không hiểu. À, nó lại cứ thôi thì cứ nuôi béo mập là được rồi, cứ có cái nhà ngon ngon, là có cái xe ngon ngon, ngày đi làm 8 tiếng 10 tiếng là ok rồi, tóc cần quan tâm, sau đó bắt đầu quay trở về chửi Việt Nam. Bố lão mất dạy làm, ông làm như dân Mỹ ngu lắm hay sao, không biết tiền thuế của họ dùng việc gì. Giờ Mỹ nó chi tiêu quốc phòng cũng hợp lý, dân Mỹ vẫn ủng hộ, nước Mỹ cũng có niềm kiêu hãnh của nó. Tiền thì tiền thuế của các ông, sau đó làm gì, trả lương cho con em các ông. Thế nhưng mục đích của họ không phải là để bảo vệ nước Mỹ, mà mục đích của họ là đi gây chiến khắp nơi trên thế giới để tạo ra những cái món lợi nhuận khổng lồ cho cái bọn tài phiệt. Chứ nếu như mà mục đích tiền thuế của các ông, trả lương cho con em các ông mà đi bảo vệ biên giới lãnh thổ của Mỹ, ok tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng đằng này đấy, tiền thuế của ông trả lương cho con ông, sau đó con ông lại đi sang đánh thuê cho thằng khác, đánh thuê cho mấy thằng tư bản. Đáng lẽ ra nếu như theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, nó đi đánh thuê cho tư bản thì tư bản phải là thằng trả tiền. Nhưng đằng này tư bản không trả tiền mà là tiền thuế của các ông. Thế bây giờ tôi hỏi các ông có ngu hay không? Tôi đã từng làm một clip là người dân Mỹ nó là thuộc dạng ngu nhất thế giới. Và bọn ba que mà tồn tại ở Mỹ là bọn ngu nhất nước Mỹ. Bởi vì nó không thể nào giải thích được cho điều đó. Ví dụ đã có ông nào hỏi đặt vấn đề, hỏi cái này ông Tổng thống Mỹ rằng là chúng tôi trả tiền cho con em chúng tôi không phải để chúng nó chết ở chiến trường Afghanistan, Iraq, Iran. Chúng tôi chỉ trả tiền cho chúng nó và máu của người Mỹ chỉ nên đổ ở trong biên giới của nước Mỹ. Các ông đã bao giờ hỏi chưa? Hay là tại nước Mỹ, các ông không dám hỏi điều đó. Các ông cũng không có điều kiện để gặp Tổng thống Mỹ để hỏi cái câu hỏi đó. Cho nên bởi vì như thế nên các ông biết là thuộc dạng ngu, nó là như thế đấy. Tôi gọi các ông ngu, ngu nhất thế giới nó là như thế. Chứ dân tôi không bao giờ có câu chuyện đó cả. Chúng tôi sẵn sàng nuôi quân, nhưng quân của chúng tôi chỉ bảo vệ biên cương lãnh thổ của chúng tôi. Chứ không phải là để lăn ra chết ở trên chiến trường của các cái quốc gia khác nhau. Còn tất nhiên cái câu chuyện một quốc gia tài trợ các quốc gia khác, viện trợ quốc gia, tôi không bao giờ tôi bàn đến. Tôi chỉ bàn đến cái câu chuyện chính các ông đang trả lương cho con em các ông, nhưng nó lại chết tại các chiến trường như Việt Nam, Iraq, rồi Afghanistan. Các ông giải thích sao về câu chuyện đó? Nó đang chết vì cái gì và nó đang chết vì ai? Tiền của mình, con em của mình. À, nhưng cuối cùng rồi vì ai? Vì có phải là lợi ích của những tư bản hay không? Nó đi, nó cũng không ngu như để bán mạng đâu. Nó đi lĩnh lương cao như giám đốc, nếu bị thương hay chết. Nó không ngu, nó đi đi lính để lĩnh lương cao đúng không? Nhưng ngu là cái thằng bố con mẹ nó nhà kìa, đi đi cào móng, đi rũa leo, đi cắt cỏ, quét tuyết, đi bưng phở kìa, đóng thuế vào để nuôi nó, để trả lương cho nó. Cái đấy nó mới gọi là cái ngu. Đẻ đứa con ra đau hết cả háng rồi, xong nuôi nó trưởng thành rồi, thế xong đến khi nó đi lính thì mình lại phải đóng tiền vào để nuôi nó, xong cuối cùng nó đi chết cho thằng khác. Cái đấy không gọi là ngu thì nó gọi là cái gì?
bưng bô cho lắm cũng chỉ vì mấy đồng dư luận viên thôi. Ừ, đúng, nhưng mà tao dư luận viên này không phải là do đảng chính phủ cung cấp, mà bưng bô này là bên Mỹ nó trả. Khổ, tao nói thật, tao bây giờ nó gọi là Mỹ nô rồi, tao đệ đệ cứng của Mỹ rồi, chuyên chỉ ăn bưng bô cộng sản thôi. Mỹ nó trả tiền cho tao chứ đảng cộng sản không trả tiền cho tao. Mà sắp tới đây khéo vào đảng không cẩn thận mỗi tháng phải đóng 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 đảng phí. Mỹ nó cung cấp cho đồng chí tiền, đồng chí xem nào đóng đảng phí đi. Bây giờ gì bây giờ mình cũng mang tiếng là đối tác của một công ty lớn của bên Mỹ, đối tác của Google, chửi dân Mỹ như chó. Thế mà rồi Mỹ nó vẫn giặt tiền. Hey, ông Biden này ông ấy ác thật, suốt ngày ăn với chửi Mỹ, Mỹ vẫn giặt tiền cho mình.